tôi cũng xin thông báo với quý chú anh chị, bạn bè thân hữu và sức mạnh sự tâm nay công anh em dịch vụ mai táng là tâm quyết quy định đúng 8 giờ sau qua ra khỏi nhà. Như vậy anh em dịch vụ thân chuẩn bị động quan và hạ huyệt đúng theo thời gian tâm quyết và quy định. Và chúng tôi cũng xin thông báo anh em, chúng ta còn khoảng 3 phút nữa chúng ta bước vào chương trình nhẹ nhàng khó quản. Giờ cũng sắp tới giờ đưa tiễn. Dạ thưa em Huy, cô chú, anh chị, bạn bè thân hữu gần xa có mặt dự tao hôm nay. Hôm nay gia đình đoàn của chúng con đã nhắc một kỷ niệm khó quên, một nỗi đau không thể nào mờ nhạt. Vì đại lộ chú Thượng đã cướp gia đình chúng con một người thân yêu kinh. Dẫu biết sợ bị cảnh cam chấp nhận số phận an bài, nhưng đứng trước tình trạng bị sinh đi này khiến gia đình đoàn chúng con không cầm được nước mắt. Kính thưa quý cô bác, việc lễ tang của con, anh của chúng con sắp đi vào hồi kết thúc. Được sự có mặt cô bác tới đây chia buồn và những điều trong khi con, anh của chúng con qua đời. Suốt mấy ngày qua, tang của con nhiều quá xúc động, nên việc mai táng chủ yếu nhờ vào sự hộ lực của cô bác cùng với phần nội lực của gia đình. Cho đến giờ phút này, không dám nói là chú toàn, nhưng trên cơ bản mọi việc đâu vào đấy. Trước hết phải nói là công chung, trong đó công lớn nhất là nhờ sự góp phần của bác anh chị ngài đến có mặt tại đây để phục vụ và tiện đưa linh cữu của con, của anh của chúng con. Kính thưa quý bà con, vì cái lạnh của đất trời dễ sưởi ấm hơn là cái lạnh của lòng người, chỉ có tình người mới sưởi ấm được cái lạnh của lòng người. Chính vì những cử chỉ cao đẹp ấy biến nỗi đau riêng của ta quyến chúng con thành nỗi đau chung của quê hương. 8 giờ là chính thức. Đó là một phép nhiệm màu để dân tổng tâm văn sớm như một Phật bác 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 cho mà bình tâm bình luận cầu nguyện cho em Huy. Kính thưa quý cô bác, bà con xa không bằng lãng giềng gần như tối lửa tắt đèn hôn sớm có nhau. Cái tình thương sẽ là cao đẹp và vô cùng quý giá. Không phải nói hôm nay, mà cái những ngày tổ chức lễ tang cho con, cho anh, cho chúng con, bà con cô bác đều có mặt tại đây để thăm viếng, động viên, an ủi. Thôi thì chúng ta đành thực hiện câu người làm ơn cũng chẳng kể ơn, còn gia đình làm quý quan là người thọ ơn thì không bao giờ dám quên. Sau cùng gia đình tạm quý quan cũng xin ghi nhận sự góp phần của các quý vị ban hành đoàn tại ấp Ngã Bác, xã Hòa Mỹ, đội mai táng thầy Tụng, dịch vụ trại hòm sông Hậu và các chủ phương tiện cho chúng con thuê hoặc mượn. Kính thưa quý bà con, trong những ngày tổ chức lễ tang chúng con, cho anh của chúng con không tránh khỏi những điều sơ sót. Mong bà con bác hãy lượng tình độ quan hỷ cho gia đình. Gia đình tang quý chúng con xin thật cảm ơn. Tất cả tang quý ta hãy cúi đầu cảm tạ. Thôi, trong thời gian này tang quý ta hãy tự do. Và chương trình lễ viếng linh cữu và nguyện hương cho em Nguyễn Nguyễn Quy đến đây chúng tôi xin được phép khép lại. Giờ tới giờ. Và trong thời gian này thì chúng tôi cũng xin thông báo với quý chú anh chị, bà mẹ thân hữu và sức mạnh sự tâm nay cùng anh em dịch vụ mai táng là tâm quyết quy định đúng 8 giờ sau qua ra khỏi nhà. Như vậy anh em dịch vụ thân chuẩn bị động quan và hạ huyệt đúng theo thời gian tâm quyết và quy định. Và chúng tôi cũng xin thông báo với em, chúng ta còn khoảng 3 phút nữa chúng ta bước vào chương trình nhẹ nhàng khó quản. Chia sẻ cũng như là bình luận cho em Huy về đang nghĩ cô chú anh chị đây.
Và cái thưa quý vị rằng thì trong thời gian chúng tôi phục vụ cái chương trình nhẹ của Phú Hoàng, chúng tôi cần ở sân bãi nơi rộng. Đó là phía trước gia đình Tân Nguyên, phía bên tay trái gia đình Dành Sai. Chúng tôi mời anh chị cũng như tất cả cô chú chúng ta bước vào phía bên trong để chúng tôi mượn cái không gian đây, chúng tôi phục vụ chương trình nghệ thuật Phú Hoàng. Anh em chúng ta hãy dẹp những chiếc ghế đi, dẹp đi những chiếc ghế để chúng ta có chút thời gian rồi. Sự gia đình sẽ dỡ ra một lúc động qua để tiễn người về nơi an nghỉ cuối cùng được trích trong chợ tiễn con ra phần mộ. Để cho bà con có bóng dễ dàng theo dõi, chúng tôi có phân ra các giai như sau. Giai thứ nhất là giai kim tú chú Hoành. Bấy lâu nay anh ấy chỉ bên mại vợ, nay anh trở về đây anh chứng kiến cảnh ti đáp như thế này. Giai này gần quốc thánh thủ giai, còn một nhân vật hết sức nhiều quan lao động, đó là ác quỷ sứ là chủ. Nhân vật này hết sức là hung tợn, nhờ mà xuống chất thành con uống máu sống mỗi ngày anh mỗi uống ngày này cho nó uống một sọc chất đồ một dân hàng giỏ con gia đình thầy nó giao giống cho mang tài các nhân chưa phân pháp bài như ngược lại kim giới chưa hoàng của bốn kỳ đệ dân này giỏ giỏi đó là võ hoàng tả phó hoàng hổ phó hoàng và hộ không liệu anh em kim giới chưa hoàng của hạ vương đồng ý sống bao hoàng để cho nhân hoàng cùng có mời khói tiệu lâu hò hò lên cùng bằng cả ăn và nổi không từ hồ sơ không giải. Cái chất lời chúng tôi xin thưa với bác, mà đặc biệt là bạn đồng nghiệp nếu có chúng tôi chú tài bọn mang ra phục vụ trong lúc động quan, nếu là gì sơ sót sau khi chúng tôi làm xong nhiệm vụ cô bác có mạnh dạng góp ý để tôi sống từ những kinh nghiệm quý báu ấy đi đời các phục vụ cảm ơn. Sau cùng tôi sẽ thay lời gia đình gia chị đồng mai tán kèo trong hộ câu bà con cô bác có nhiều của lễ tang xin ra về đốt nhiều sức khỏe như vậy chương trình để đủ hoàn hoa chị đồng mai tán kèo chúng tôi xin mã. What?
say. Nữ giá là hoàng sáng trôi. Cứ thầy sao cứ đứng hoàng gãy. Có kiểu ai quán là quán chồng. Ai màu xuất đầu lỗ diễn là
Oh, yeah.
mà cà sốc. Nặng lên. Oh,
Yeah.